chưa đủ thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em chia sẻ đến các bác một cái dòng loa chép rời, hay còn là chép cóc cũng được ạ. Vâng, bên em về được một số đôi hàng gọi là hàng cũng là sách tay, được gọi là dùng rồi đấy ạ. Vâng, nhưng hình như là còn mới đến 90%. Vâng, thì đó là trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, một đôi chép mang thương hiệu JBL. Vâng, dòng này là dòng công nghệ Mỹ, thì các bác biết là cái thương hiệu JBL đã quá nổi tiếng rồi ạ. Vâng, nói đến JBL thì ai cũng có thể biết. Thì hôm nay bên em về được đôi chép rất là đẹp. Vâng, về hình thức thì bên em đang bày phía trước và bên em đang test cái tiếng chép được phát ra bởi cái chép JBL. Nói chung nhìn thì rất là độc và lạ. Nói chung trên thị trường hầu như là không có đâu ạ. Vâng, đây là hàng sách tay trực tiếp bên kia về mà bên em có nhập được một số đôi thôi ạ, vẫn không có nhiều. Vâng, chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng cái hình dáng bên ngoài và đằng sau nhá. Vâng, nó cực kỳ là độc và lạ đấy ạ. Vâng, đảm bảo các bác nhìn có xem video và các bác muốn sở hữu ngay đấy ạ. Vâng, chiếc âm rất là tinh tế. Cái đôi này được là để hỗ trợ những cái dàn karaoke thiếu giải chép, thì nó thực sự nó tái tạo được cái giải âm cao rất là êm mịn tơi. Nói chung là đánh giá rất là tốt về một bộ dàn karaoke sáng tiếng. Vâng, thì đây là em sẽ giới thiệu ở phía đằng sau. Đây là phía đằng trước đấy ạ, đây em để sát vào nhé. Vâng, đây các bác nhé, đây ạ, phía trước thì có logo JBL, JBL đây ạ, Hagman. Cái này thì được thiết kế cái khung nhôm phay nguyên khối, nhôm phay nguyên khối. Đặc biệt cái dòng này thì các bác biết rồi đấy, nó nhìn rất là chất lượng. Và phía giữa đây nó có một cái đầu đạn khá là to. Đặc biệt cái này nó sẽ cho cái chất âm tái tạo giải âm cao, nó chạy xung quanh cái đầu đạn này, sau đó nó va đập ở cái họng nhôm đấy ạ. Đây ạ, va đập ở cái họng nhôm, sau đó mới lan tỏa ra xung quanh để cho chúng ta được cái chất chép tiếng giải âm cao, nó được mịn và tơi. Thì đó là cái tác dụng của cái họng nhôm phay. Và đặc biệt cái dòng này là bằng chép titan các bác nhé, chép titan. Và đặc biệt là nữa là cái côn 44, côn 44 rất là to, hầu như là to gần bằng cái đầu đạn này, to lắm ạ. Đặc biệt là chép titan các bác nhé. Đây em quay mặt trước đấy ạ. Đảm bảo các bác muốn các bác nhìn, các bác muốn sở hữu ngay nó, ngay em nó thế ạ. Vâng, rất là đẹp. Xung quanh được làm bằng cái gỗ chống xước, gỗ chống xước rất là cao cấp. Đặc biệt là gỗ MDF cao cấp đấy các bác. Đây em quay ra phía sau, em bày lên đây ạ. Vâng, đây thì em quay một chiếc mặt trước và một chiếc mặt sau. Đặc biệt cái này nó độc lạ ở chỗ cái phân tần nó được thiết kế lộ ra bên ngoài, phân tần được nhà máy thiết kế lộ ra bên ngoài. Vâng, thì đây là cái thương hiệu JBL, mã của em nó là ST200. Công suất max của nó có thể lên đánh được 400W và trở kháng là 8 ohm. Đặc biệt cái dòng này được sản xuất tại Mexico và những công nghệ của USA. Thật sự là khi mà bên em nhập cái dòng này về, bên em cũng ngạc nhiên. Thật sự là nhà máy nó thiết kế nó quá đẹp, nó hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Và đặc biệt là cái dáng dấp như thế này trên thị trường hầu như là không có đâu ạ. Vâng, bên em luôn luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất ở bên nước ngoài về để các bác chiêm ngưỡng và trải nghiệm và có thể sở hữu được nó. Đây, cái phân tần được thiết kế ở phía bên ngoài thì nó có một cuộn cảm, một con tụ và một điện trở xứ để chống cháy khi mà chúng ta vừa hát vừa nghe nhạc, để nó ngăn những cái tần số rất là cao, nó gây ra cháy chép. Vì thế cái mạch phân tần phía đằng sau này đã bảo vệ rất là tốt.
Và từ này đặc biệt là từ rất là to. Từ này là từ 12 đấy ạ. Rất là to và dày để nó tái tạo được cái dải âm cao mạnh hơn, tơi hơn và mịn hơn. Đặc biệt cái dòng này là các bác rất dễ trưng bày nhá. Vâng, rất dễ phối ghép với bộ dàn karaoke. Rất dễ nói chung là không kén những cái thiết bị để trưng bày đâu ạ. Vâng, góc nào nó cũng có thể bày được. Rất là tiện dụng. Đó, thì bây giờ em quay ra mặt trước đấy ạ. Vâng. Rất là đẹp. Thật sự là khi bên em bỏ ra, thật sự cả nhân viên công ty thì trầm trồ. Vâng, cả công ty em trầm trồ vì nó quá đẹp, nó quá mỹ man, nó quá hoàn hảo về kiểu dáng, về chất lượng. Thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy luôn ạ. Nhân viên bên em làm kinh nghiệm cũng khá là lâu năm, chưa nhìn thấy luôn. Nó quá lạ, quá độc. Vâng, thì Cao đưa giới thiệu khá là chi tiết về cái chép rời JBL, mã model là ST200. Đây là phiên bản khá là cao cấp. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi test một đoạn nhạc, cùng trải nghiệm nhé. Vâng, đảm bảo các bác nghe, các bác nhìn thấy, em đảm bảo 100% các bác muốn sở hữu ngay luôn ạ. Vâng, giải chép đang được tái tạo bởi cái đôi chép rời JBL ST200. Và chúng ta cùng nghe nhé, và chúng ta cùng đánh giá. Em nhấn mạnh đây là dòng chất rời phân khúc cao cấp đấy ạ. Vâng, bây giờ em tắt chép đi một tí, em tháo ra tín hiệu ra để chúng ta so sánh nhé. Vâng, em đã tháo rồi, nghe tiếng rất là tối, nó không tái tạo được giải âm cao. Rồi, bây giờ em lại kết nối dây tín hiệu lại nhé, để chúng ta cùng trải nghiệm ạ. Vâng, em đã kết nối hai dây tín hiệu rồi. Vâng, nghe nhạc rất tí tách, cái giải âm cao tái tạo rất tốt. Đặc biệt nó không bị chói, đây là dòng chép titan, nó không bị chói vì nó được tái tạo âm thanh bởi cái đầu đạn. Sau đó nó bắt đầu nó mới lan sang xung quanh, xung quanh bắt đầu nó va đập ở họng nhôm nguyên khối này. Đó, sau đó bắt đầu mới phát ra ngoài, họng nó có độ tỏa ra để cho cái giải chép nó được lan tỏa. Đó là cái nổi trội của cái dòng chép này mà bên em kêu phân tích. Vâng, thì cái chép JBL tái tạo giải âm nó rất là mịn và tơi. Vâng, theo bên Zika Audio với những kinh nghiệm lâu năm, đánh giá rất tốt, rất phù hợp để tái tạo giải âm cao cho từng đôi loa, và đặc biệt những đôi loa dễ cháy chép. Và đặc biệt cái dòng này lại không bao giờ cháy vì nó có kính tụ bảo vệ, cái mạch phân tần phía đằng sau rất là bảo vệ tuyệt đối. Vâng, từ đó thời gian thì chúng ta cũng được nghe giới thiệu chi tiết và được trải nghiệm cái đôi loa chép rời JBL mã ST200 tại Zika Audio. Vâng, số lượng bên em về không nhiều, các bác nào muốn sở hữu hãy nhanh tay nhé. Đặc biệt cái này khi các bác sở hữu thì các bác nghe được cái giải chép thật sự là trên thị trường hiện nay chưa có cái dòng chép nào có tái tạo được cái chất âm cao, giải chép tốt như thế này. Vâng, các bác mua một lần, các bác nghe mãi mãi. Vâng, rất là tuyệt vời và đặc biệt là thích hợp rất là đa dạng âm ly. Đẩy vang rất là tiện lợi cho chúng ta, cách kết nối nó không kén các thiết bị. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video.
Và chúc tất cả các bác ở miền Tổ quốc sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.